Coi đây. Có ếch mọi người ơi, ếch ừ luôn kìa tụi. Vô rồi, ừ luôn kìa mọi người ơi. Ủa vô cá ếch một đống luôn kìa. Ôi vô cá chế bự. Ôi ui. Ôi có ọc luôn mọi người ơi. Giờ vô rồi. Hello, em xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Hôm nay mới đáng đám mưa chà bá to đùng luôn mọi người. Sớm mình tính đi đặt sớm tí về nhà mình edit video đồ mình up lên cho mọi người xem á. Trời mưa cái tới khoảng gần 5 giờ, giờ này gần 5 giờ luôn mọi người. À, còn mưa nhỏ nha, mưa hồi nãy lớn lắm, bây giờ còn mưa nhỏ mình mở mưa mình ra mình đặt lợp nha mọi người. Đây, thì hôm nay Hiệp đặt lợp khổng lồ nha mọi người. Hiệp chặn, Hiệp kiếm cá gô 11, Hiệp đặt lợp ếch. Tại ở đây Hiệp địa điểm đặt lợp ếch quá trời ngon luôn mọi người. Nhưng mà không có mồi đặt lợp ếch rồi, đi chợ không được nữa mọi người. Phải đi kiếm cá đồ đặt lợp ếch thôi, kiếm lương đồ cắm câu. Nè, mấy lợp đàn ăn mình nha. Thì mình đặt theo mấy đường nước này mà nước mưa quá trời mưa luôn, nó tràn nước lên ruộng nè. Là lúc bên địa ruộng luôn mọi người. Cỡ này là ai mà cắt lúa trễ là nông dân tắt. Nghĩa là như kiểu như hồi xưa, quay lại thời xưa mọi người, mà nước mà cắt lúa mà nước ngập tới đầu gối tới ống gúng luôn mọi người. Thì cái cảnh này là cảnh những người nông dân ta sợ nhất mọi người. Vì mưa gió xẹp lúa tùm lum mà nước thì dâng lên, lúc nói chung là lúa ngã là lúc lúa luôn nha mọi người. Nên thu hoạch không được, phải chầm bỏ đó đó. Hơn là Hiệp có cắt lúa mấy hôm trước rồi, tới giờ mới mưa dầm cũng đỡ nha mọi người. Thì Hiệp đặt cái đầu tiên ngay đây nha mọi người. Thì Hiệp cũng đặt cái đó vừa xong nha mọi người. Giờ này cũng chiều rồi, gần tối rồi, nên Hiệp tranh thủ Hiệp đặt còn 4 cái còn lại Hiệp đặt nha. Thấy mấy địa điểm này nó cũng ngon nhưng mà lợp của Hiệp lúc quá sợ không vô cá mọi người. Rồi mọi người cùng đón xem ngày mai Hiệp thăm có con gì không nha mọi người. Chào mọi người. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Sáng sớm Hiệp đi lội ra thăm mấy cái bãi cá hôm qua mình đặt mình kiếm cái gô lương rồi mọi người. Không biết tình hình sao nha. Hồi tối không có mưa nha mọi người. Có rất chiều mưa rồi xong mình đi đặt rồi tối không có mưa. Đây, đây là cái giỏ sách mình đựng ba cái lợp này với lỡ có ếch á mình đem theo cái bị lỡ có ếch á mình bỏ vô, nó không có nhảy nha mọi người. Đây, Hiệp đi gần tới cái chỗ hôm qua Hiệp đặt nè. Hôm qua thì Hiệp đặt nó ngập lúc trơn nhưng mà sáng lại thì nước nó khô lại, nó cạn lại, không có lúc nha mọi người. Biết tình hình sao đây, mong là có hàng nha. Rồi rồi, bị thăm rồi nha, không phải bị thăm mà bị người ta dở lên nè mọi người, không biết vì sao nha. Đây, người ta dở của mình lên nè. Ồ, không có luôn, dở người ta dở lên luôn rồi mọi người. Vô mấy con ốc không? Nè. Rồi, cái này không có mọi người, bị dở lên nè. Rồi, tới địa điểm này như bị khô nước cho mọi người ơi. Hôm qua mình đặt không có đặt đường bự, đặt đường nhỏ không à, chắc khô nước hết rồi. Mình tính tối mưa á mọi người. Ai ngờ tối không mưa, chắc khô nước chưa rồi. Trên đây đặt có đặt cái nè, mình đặt đường ngang bờ đê không à, chắc nước nó chảy khô hết trơn rồi. Tính hôm qua mưa nhiều quá, mưa hoài hoài, nước chảy hoài mọi người. Thấy mưa lớn quá, để mình coi có con gì không nha. Hên thì nó vô ếch nha mọi người, còn không hên thì thôi.
đây, hình như chạy hết mọi người ơi. Mình thấy nó ụt ủng 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 nè, có cá kìa, kìa cá chạy kìa, kìa có cá chạy mọi người. Để coi đây. có ếch mọi người ơi, ếch bự luôn kìa, trời ơi, vô rồi, ếch bự luôn kìa mọi người ơi, ủa vô cá ếch một đống luôn kìa. Ủa không, có con ếch, hai ếch mà ếch chà bá luôn mọi người ơi. Ôi vô cá lóc nữa kìa, vô cá lóc nữa kìa mọi người nè, vô ba con ếch với mớ cá rô với con cá lóc nhỏ. Để mình quay cho cả nhà xem nha, để mình bắt ra cho cả nhà xem. Nó ếch bự. Ồ nó đã cả nhà ơi. Cả nhà. Ồ cô nó đã. vô nha, tưởng đâu cái này không chạy. Cá còn nó còn quẩn nó nhóc kìa. Bỏ vô. Bỏ vô. Nó ếch nó đâu rồi? Nè cá lóc nè nha. Cá lóc nè. Đó, cá lóc con nha, để cái gì nhà mình thả vô mùng. Đó, ếch này thả mùng luôn. Mọi người. Còn đây con ếch nữa nè. Ba con nha mọi người, hai ếch nhỏ một con ếch chà bá luôn. Vô rồi, tưởng đâu không vô nha mọi người. Nè. Mớ cá nữa nè. Đây mọi người, được nhiều cá nè, nên quay hơi khó nha mọi người. Được nhiều cá nè, về mình đặt lọc cũng được rồi, cũng ok đó, để mình bắt mình bỏ vô hộp nha. Rồi tiếp tục cái thứ ba cả nhà ơi, cái thứ hai chạy ngon lành luôn, ba ếch một ếch bự với mớ cá với con cá lóc con, đặt ngang đường bờ đê với mọi người, nước nó mưa cái đầu chạy loang toảng ngang á. Ếch nó lên, ủa cá nó lên, cá lên xuống nhiều lắm, màu tối có mưa nữa mọi người, sáng chảy mới mạnh. Đây cái tiếp mình, ôi có ụt mọi người, mình nghe ủng ủng đây nè, không biết có ếch hay cá đây nè. Đặt gì đây mọi người, đặt ngang gì nè, ếch rồi mọi người, ếch kìa. Ôi vô cái chế bự, ôi vô cái chế mọi người, kìa anh la. Lụm mà vô mà cả nhà ơi. Vô cái chơi với mấy ếch đây. Hai ếch mọi người. Hai ếch với mấy cá gô. Trời ơi, cá này đá mọi người ơi. Nè vô cái chơi nè. Cái chơi này sao ta? Thọc tay vô lấy ra quá. Thọc tay vô lấy nghe cả nhà. Rồi ok à, được con cá chê nha mọi người. Đây về đằng thùi với lượng bụng mọi người, cá chê cũng không bự gì mấy, nhưng mà có cá là mình vui rồi. Clip có cá là vui nha mọi người. À đó, ôi đã, trọng câu dính cá chê nhiều chứ không đã bằng đặt lợp cá mà dính cá chê đã lắm mọi người. Rồi để mình bỏ vô bị luôn nha. Rồi bắt mấy con ếch, bắt mấy ếch luôn cả nhà ơi. Một con nghe nhờ, một con ếch, còn con nữa, con đây nè, đây hai con ếch nha. Rồi được ba cái chơi, hai cá rô bự với con cá rô con nữa mọi người, để mình đổ vô. Đây mọi người, được cho thêm ba con cá rô nữa, hai cá rô bự nè, hai con cá rô nữa nhỏ nữa. Và cái này chạy cũng có lý nha mọi người, mình tiếp tục mình đi tới cái kế tiếp nha. Rồi cái kế tiếp mấy cái này ta, ba cái rồi, còn hai cái nữa, một cái mình đặt ở dưới đường nước này nè, đường nước bự này luôn nè, không biết có không đây. Mình thấy đặt cái trên bờ đường bự ngon quá, ối đường nhỏ ngon quá mọi người. Thành sao đây?
ok. Kè kè tới rồi mọi người. Này. Ôi có ụt luôn mọi người ơi. Giờ vô rồi. Có quẩn trong đây nè. Có quẩn trong đây nè, không biết làm sao mọi người. Nè. Đó. Thấy không? Mọi người thấy không? Quẩn đây nè. Khui ra coi ăn sao. Đó, quọn nha. Còn ếch chích queo mọi người ơi. Còn ếch còn sống kìa. Vô được 3 con ếch, 1 con ếch chết. Với cá rô bự, với cá trai con, với mấy cá rô mọi người. Nói chung là gì cũng ổn rồi. Để mình bắt con cá rô ếch ra cho mọi người xem nha. Con ếch này lì vậy nè. Con ếch nhỏ. Xíu nữa đi con ếch luôn rồi. Đây, đây con nữa nghe mọi người, hai con. Đây con ếch bị chết rồi nè. Về nhà ăn mà luôn. Rồi được mấy cái gô nè, có cái gô chết. Với cái chê con nè. Đó. Cái này cũng tạm được nha mọi người. Rồi để mình đổ ra. Rồi tiếp tục cái cuối cùng đây nha mọi người. Đây nè. Sao thấy nó im ghê mọi người. Nè. Hình như chạy được có con ếch rồi mọi người. Như chạy được có con ếch rồi. Cái này cùi với ta. Này cùi ở nhà ấy. Chạy đường ếch bự nè. Chạy đường ếch bự nghe cả nhà. Nè, nhảy nè. Đó. Để mình bắt ra cho cả nhà xem. Chạy, cái này cái cuối cùng chạy được có con ếch bự nghe cả nhà. Nè. Cũng không bự gì mấy. Rồi để mình quay thành quả hôm nay cho cả nhà xem. Quay chỗ này. Chỉ sao đây. Đó. Đó nhà ơi. Vô ếch con chà bá luôn kìa. Cá được mớ luôn kìa. Được mớ ếch, được con cá chơi, cá lóc. Mấy con ếch bự. Con ếch bự đó chà bá luôn mọi người ơi. Nó với mấy cá gồ nữa nha. Ở ngoài nhiều lắm nghe nha. Đó, thành quả hôm nay mình quá trời. Quá ngon rồi. Vậy là quá ngon rồi mọi người. Ngon hơn hôm qua luôn. Rồi, video đến đây cũng kết thúc mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay á, mọi người ủng hộ bằng cách like và đăng ký kênh nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những clip lần sau. Bye bye mọi người.